heo sữa nướng. Ốc nướng nè. Ốc nướng nguội. Cháy trời rồi. Cháy luôn, thử nướng chưa đã. Má nè, khổ quá vậy ta. Không. Không. Còn nướng ồ, quá đã. Các bạn nè. Em mày quay. Trời ơi. Bông. Bông súng. Trời ơi quá trời lên khung hình đẹp luôn rồi mọi người ơi. Trời ơi này chúng mấy bác mấy giường mình nhậu nữa. Quá đã luôn. Đặt lên cái này. Quá trời sát mờ. Trời ơi, ấy da, mỹ như gấu. Này chơi tại giường luôn. Trời ơi, thợ này nướng cháy chân à. Quá trời heo sữa quá ngon. Chơi lá chuối luôn. Chơi mình chơi ngoài vườn mà đâu có thớt dĩa gì. Trời ơi, mặt dưới mới ngon nữa. Quá đã. Cái mặt dưới vậy đó. Sớm trên để nó lâu nó bị chết. Mặt dưới rồi. Quá im. Vàng vàng em thấy heo sữa mà trời ơi chín mọng nước luôn kìa. Rồi rồi, heo sữa mà chú Hải ăn rửa miệng bóng lưỡng luôn kìa. Thứ nào chị nói thứ này. Ớt nè, Hải mày gấp ớt để ăn kiểu này tới nước ngoài bên cũng thấy nữa nè, chứ không phải giỡn luôn. Mấy mặt tới tay mùi thơm cũng không quay nó trước nè. Nó mới mà quay nó cứ chết. Chém mày đâu đạt. Mày quay trước nó ra. Chiếc xe dữ không phải không? Trống rồi đâu mẹ. Gấu. Tỷ xong gần. Má chết chưa tỷ xong. Trời ơi làm gì dò chứ vậy Nam? Đã xuống. Nghe lưỡi rồi coi, liếm liếm rồi coi. Lưỡi gần trong quay quét lại ta. Kệ mẹ. Tại dạ đụng răng chứ. Cái ông ngân nào á thì nó còn cái hả? Ủa, ăn 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 đi uống. Mày uống hả? Ăn này. Uống chứ không? Ăn này ăn cơm nè. Trời ơi cái này trời ơi quá ngon. Quá trời quá đất. Trời ơi cho con miếng nè. Sao? Quá đã luôn. Chân gân còn béo quá. Béo quá béo hả? Tuyệt vời. Trời mỏ trời mừ. Quá ngon. Thứ nào chịu nói thứ này. Thứ gì? Một thằng một trứng nha chứ không có nhiều nha. Rồi tới Việt Nam mình thích cái Việt Nam. Mày quay ảnh rồi đừng có quay tao mày. Quá đã dính sạch hết đây. Kỷ niệm. Xương thấp quá, quay tao quay mấy đứa. Quá trời.
Thử cái tài coi. Trời ơi, móc cho tôi thấy. Bây giờ cái đó là anh xả ra miếng miếng rồi nè. Anh muốn xả rồi anh phơi khoảng chừng 2 nắng giùm em. Rồi. Không, ngày mai mới đút vô tủ lạnh. Anh lấy không cần hộp, anh lấy cái bịch á, đút vô anh hơ lại một cái, đừng cho hơ ra. Không năm cái mọc bự bự á, lấy thùng cột lại. Ngon gì vậy? Đem ra nướng một cái. Tới. Què tụi nhà, dòng thiếu muốn xả tết rồi đụng mày chiên, mày kiếm thăm, mày nướng. Đúng mẹ, nó đi rồi, đúng không? Đi đi mất mẹ. Thì chẳng nhau chị ơi. Đâu để tên lắm rồi. Cắp, dứt điểm. Vừa, không có mấy con kia tan nè. Không, không, không.